Sáng ngày 28 tháng 4, nhiều người dân thôn Thư Thị, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ đã cắm cờ, căng băng rôn, phản đối tại khu cánh đồng Sa Cộc, yêu cầu công ty cổ phần khu công nghiệp Viclasera Yên Mỹ phải múc đất, cát đã tự ý săn lấp trên diện tích ruộng canh tác của họ, trả lại nguyên trạng ban đầu và đền bù thiệt hại cho người dân. Theo ghi nhận tại hiện trường, có mặt đông đủ các cơ quan chức năng của huyện Yên Mỹ, trong đó có lực lượng công an cũng có mặt, đang vận động người dân phá bỏ lều, rút cờ, tháo băng rôn. Cũng trong thời gian trên, công ty Viclasera vẫn tiếp tục đưa các xe chở cát đến để săn lấp mặt bằng, khiến người dân vô cùng bức xúc. Thay vì yêu cầu Viclasera Yên Mỹ ngừng thi công săn lấp mặt bằng theo đúng văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, thì lực lượng chức năng tại đây lại làm ngơ cho Viclasera Yên Mỹ tiếp tục thi công. Khi phát hiện có phóng viên đến, lập tức các cơ quan chức năng tại đây vội vã rút khỏi hiện trường, bỏ mặc người dân, và Viclasera Yên Mỹ vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ săn lấp mặt bằng. Chúng tôi tiền chúng tôi chưa lấy, giá cả chưa gì cứ săn lấp vào. Thế nên bữa nọ này, tôi thì diện tích của tôi là có 566, bữa nọ là có 4 cờ, tôi cắm cờ. Nhưng mà nó đã săn lấp của tôi mất 2 cờ, nhưng hôm nay tôi xuống là lại mất luôn 4 cờ rồi. Chúng tôi đã ý kiến với huyện rồi, ý kiến cả bên công an rồi. Chúng tôi đã nói với bên công an này, các anh là những người cầm cân nảy mực. Bây giờ cái quyền lợi của dân chúng tôi như thế này. Thế đây đề nghị huyện rồi, huyện cũng không làm gì được cái công ty này. Nó vẫn cứ cố tình nó làm. Thế bảo đây Ủy ban nhân dân tỉnh, ông cử phó chủ tịch thường trực đấy. Ông đã có cái văn bản đưa về ông bắt để nguyên trạng. Thế nhưng mà nó vẫn cứ san lấp. Chúng tôi cũng không được họp, không được bàn, không được biết là họp gì. Chỉ có vài ngày sau là gọi chúng tôi lên hội trường. Thế là tất cả bà con chúng tôi lên hội trường thì họp là chỉ nói về là giá tiền như thế này bao nhiêu, rồi là hỗ trợ gạo bao nhiêu, là chúng tôi không đồng ý. Như người ta vẫn bảo rằng là nếu mà các ông các bà mà không đồng ý, chúng tôi vẫn cứ làm. Nhưng mà bây giờ, hiện bây giờ 3 lần chúng tôi xuống đề nghị với các ông là cào hết lên giả chúng tôi, nhưng mà 3 lần này, lần này hôm nay xuống là đổ gần hết ruộng của tôi rồi, thì tôi cứ đề nghị là cứ cào lên giả chúng tôi hiện trạng ban đầu đấy. Trước đó, ngày 13 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ đã có báo cáo gửi tỉnh Hưng Yên phản ánh về việc công ty cổ phần khu công nghiệp Viclasera Yên Mỹ Hưng Yên lấn chiếm và tự săn lấp, chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép tại địa bàn xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Về việc trên, ngày 17 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có văn bản số 570 yêu cầu công ty cổ phần khu công nghiệp Viclasera Yên Mỹ Hưng Yên dừng ngay việc săn lấp mặt bằng, giữ nguyên hiện trạng, khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ về đất đai theo quy định của pháp luật. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai của công ty cổ phần khu công nghiệp Viclasera Yên Mỹ Hưng Yên theo quy định của pháp luật. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 3 năm 2020. Qua sự việc trên, người dân tại địa phương rất bức xúc và đặt ra nhiều câu hỏi. Vì sao một doanh nghiệp đóng trên địa bàn của tỉnh lại có thể ngang nhiên săn lấp mặt bằng, lấn chiếm đất nông nghiệp của người dân, ngay cả khi đã có văn bản dừng thi công của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên? Phải chăng công ty cổ phần khu công nghiệp Viclasera Yên Mỹ Hưng Yên cố tình coi thường pháp luật? Báo Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.